Ngồi. Chào các bạn, mình là ông Địa. Hôm nay mình sẽ đến đây tìm bà Địa. Rồi. Ngồi đi ông Địa. Dạ. Rồi ngồi đi em, dễ thương quá. Rồi hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào anh bên đó. Em tên là Châu Thị Thu Hiền. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là lễ tân khách sạn. Em ở Mỹ Tho, Tiền Giang ạ. Mình làm việc ở đâu em? Dạ ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Ở Mỹ Tho, Tiền Giang luôn. Phường mấy em? Dạ phường 1 ạ. Phường 1 dạ. Rồi còn em trai giới thiệu về mình đi. Dạ chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nữ và quý khán giả có mặt ở đây. Em tên đầy đủ là Phan Trần Hoàng Phúc, sinh ra ở Cần Thơ, lớn lên ở Vĩnh Long và hiện tại đang làm việc ở Cần Thơ. Làm việc gì? Dạ em hiện tại đang làm đối tác cho Grab. Tức là chạy xe hay là chạy Grab bay? Chạy xe Grab bay. Nhưng mà mình là đang sống và làm việc ở Cần Thơ luôn hả em? Dạ em sống và làm việc ở Cần Thơ luôn chị. Dạ một bên Cần Thơ rồi một bên Tiền Giang Mỹ Tho, rồi bao lâu mình gặp nhau được một lần? Dạ Tiền Giang Mỹ Tho cũng gần chị, đi khoảng 2 tiếng. Hồi trước thì em cũng có công tác ở trên Mỹ Tho. Trước khi mà em chạy xe đó thì em có học cái ngành nghề nào khác không? Dạ là em thì tốt nghiệp đại học Cần Thơ chuyên ngành là chăn nuôi thú y. Thì trước đó em có đi làm tiếp thị thức ăn được 2 năm. Sau đó thì nghỉ mà đi làm cho Grab với cũng đang xin việc khác. Tốt nghiệp đại học là kỹ sư chăn nuôi đó các bạn, chứ không phải đơn giản đâu nha. Làm sao mà xuống tới chạy xe luôn rồi đó. Tóm lại là có lúc này lúc kia ha. Nhược điểm của em là gì? Thì cũng quan tâm lo lắng, thì cũng chiều chuộng bạn gái, hay nóng tính, chứ cũng không có kiên nhẫn cho lắm. Nhiều khi làm bạn gái giận mà năn nỉ một hai lần mà bạn gái không hết giận là không biết năn nỉ luôn. Phải cố gắng năn nỉ chứ. Nếu mình yêu thì mình sẽ cố gắng. Sợ chứ không còn tình yêu với nhau thôi. Bạn gái, ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Dạ em làm handmade, em làm được. Vậy dạ hả? Em làm việc nhà mà liên quan tới sửa ống nước cái gì em cũng có thể làm được. Ghê vậy, tốt gì mà sửa ống nước luôn hả? Dạ mấy cái đơn giản chị, là không cần phải nhờ đàn ông là em làm được. Còn phức tạp mà cần thợ là không được. Nói chung vậy là em cũng tỉ mỉ đó ha. Dạ. Nhược điểm của em là em cũng quạo, lúc mà em ngủ mà ai ồn ào là em bực mình lắm. Là em chửi đó hả? Dạ không chửi nhưng mà em la thôi. Với lại em đói bụng em cũng quạo nữa. Nói chung là em dễ quạo lắm đúng không? Dạ, giống lúc ngủ với lại lúc đói thôi. Rất là xấu máu, ngủ đói. Dạ, đúng rồi, còn bình thường. Cho ăn cho ngủ đầy đủ là không sao ha. Dạ, đúng rồi anh. Bây giờ thì sao nè? Dạ. Bạn gái. Dạ, em trải qua được một mối tình thời sinh viên mà em quen được 4-5 năm. Mà sau đó là em chia tay với lý do là tại vì gia đình bạn đó không có cho quen. Ủa sao kỳ vậy, quen 4-5 năm dạ, tại vì lúc đó là người ta không thích, giống như mình ăn mặc kiểu như quần sọt, áo ba lỗ rồi không thích. Sau này em có thay đổi nhưng mà cũng không chịu nên là thôi, tới bây giờ. Rồi tới giờ dạ, luôn? Dạ đúng rồi. Là bao nhiêu năm rồi? Dạ 3-4 năm. Mà không có mối tình nào khác? Dạ đúng rồi. Em cũng không thích bạn nam hay soi mói cái chuyện ăn mặc hoặc là trang điểm á. Em không thích. Mình trang điểm để là mình tự tin thôi chứ không phải là để cua ai đó hay gì đó mà cứ xét nét là em không chịu. Thế bạn trai sao? Bạn trai có cho bạn gái chân diện không? Dạ em thì em suy nghĩ thoáng lắm chị ơi. Bạn nữ làm đẹp là để hãnh diện cho mình. Nói chung làm đẹp vừa phải là em đồng ý rồi chị. Không, làm đẹp quá thì sao? Đẹp có quá thì không? Em nhắc nhở nhẹ nhàng. Kỳ vậy? Em muốn ta làm đẹp cho mình, làm đẹp cho gia đình, cho xã hội mà làm đẹp quá là nhắc dạ, nhở là sao? Dạ ý nói làm đẹp quá nhiều khi tha son mà quýnh môi đỏ quá thì nhìn nó cũng không có đẹp lắm anh. Sao mấy người ta đánh môi đỏ nó đẹp? Chắc cũng tùy người. Tóm lại là phụ nữ cứ thoải mái làm đẹp. Dạ. Mình đàn ông mà mình hãy khuyến khích điều đó. Dạ. Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi nè? Dạ em trải qua 2 mối tình chính thức. Thì mối tình đầu tiên của em thì em quen năm lớp 11. Thì em với bạn nữ quen được 1 năm rưỡi. Rồi bỏ qua đi. Mối tình mới nhất là đây rồi nè. Dạ mối tình đây là chia tay đến giờ cũng 6 tháng. Thì bạn nữ lớn em 2 tuổi. Quen bao lâu mà chia tay 6 tháng rồi? Dạ quen được 3 tháng. Thôi có 3 tháng. Đâu có yêu đương gì sâu lắm đâu đúng không? Dạ em thì nếu mà quen thời gian thì nó cũng không quan trọng lắm mà tình cảm nó nhiều. Thì nhưng mà lúc đó thì bạn nữ cũng hỏi tới chuyện là cưới hỏi mà em cũng chưa có sẵn sàng, tại vì bạn nữ lớn em 2 tuổi thì nói là em là con gái lớn anh nữa là không có đợi anh được.
Rồi bây giờ đã chuẩn bị để cưới chưa? Giả tỷ bên đây người ta cũng đòi cưới rồi làm sao? Dự định của em á là từ 2 năm trở lại. Thì nếu mà tiếp xúc làm quen thấy hợp á thì mình sẽ đi tới hôn nhân sớm hơn. Có nghĩa là phải 2 năm đổ lại. Phụ nữ người ta có thời xuân sắc của người ta, đừng có để thời đó qua, biết không? Thành ra người ta lo vậy thôi. Yêu là cưới nha cưng. Dạ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em là như thế nào em gái? Phải cao hơn em từ 1m6 trở lên. Rồi. Dạ, vậy là ăn mặc tươm tất với lại là lịch sự, đừng có chửi thề, em không thích. Hút thuốc cũng được nhưng mà đừng hút nhiều thôi. Cũng dễ tính quá ha. Rồi dạ, nhậu nhẹt đồ rồi sao? Dạ nhậu cũng được, tại vì nhà em đa số là nhậu. Rồi, ở khoe cả nhà biết nhậu luôn ha. Đây mà. Nhưng mà đặc biệt không được chửi thề đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhậu nhậu xỉn lên là chửi thề là mệt lắm á. Dạ câu nào cũng chửi là không được. Có không em trai? Dạ không, anh em cũng ghét chửi thề lắm. Vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cao khoảng 1m55 trở lên. Rồi có luôn. Vui vẻ hòa đồng á, chứ hiền quá cũng không được, mà dữ quá thì cũng không hay. Biết quan tâm với biết cách cư xử với người lớn á chị. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn nữ cư xử với người khác là không đúng mực. Sao chị? Được ha, cao hai bạn bạn này mặt cũng giống nhau á. Dạ. Mình có định là lấy vợ về thì mình sinh sống ở đâu, có làm dâu không em? Thì ở chung với ba mẹ. Rồi thí dụ như bây giờ người ta muốn bắt rễ em đi lên Tiền Giang ở thì được không? Dạ thì bắt rễ lên ở luôn thì chắc không được. Tại vì em là em trai lớn, còn nhà em gái. Nhưng mà em nếu mà đi đến hôn nhân thì em sẽ cố gắng sắp xếp là để hai bên gia đình cha mẹ được hai đứa con báo hiếu đầy đủ. Rồi vậy cũng tốt ha. Có cưng chiều bạn gái không? Dạ cưng chiều có, năn nỉ có. Nhưng mà năn nỉ hồi trước thì ít năn nỉ được vài lần, nhưng mà chắc bây giờ phải cố gắng tập năn nỉ nhiều. Đúng rồi, phải cố gắng nha. Tại em cũng nghe đẹp trai thì không bằng trai mặt. Vừa đẹp trai vừa trai mặt luôn là tốt hơn. Được rồi đó. Thế là nhà trai là mặt mày sáng sủa. Được. Đến qua anh thăm đàn gái chút xíu coi nha. Giống như yêu cầu của em không? Cao hơn 1m55 đúng không? Dạ. Dạ em chào anh. Chào em gái. Dạ. Chị Thò. Dạ đúng rồi. Quê của tôi đấy. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông mà kiểu như không có biết mà lo cho gia đình á. Bạn bè là hay đi chơi nhiều rồi cưới vợ về xong để đó để làm dâu á. Là em không thích như vậy. Suốt ngày đi chơi bạn bè thôi ha. Dạ đúng rồi. Sau khi cưới á là cứ đi chơi rồi không nghĩ gì tới gia đình vợ con là em không thích. Dạ. Về Cần Thơ làm dâu được không? Dạ cái đó cũng được, gần đi tới đi luôn cũng được. Cũng được. Anh thấy cũng ổn, cô gái ở đây rất là xinh nha, dễ dâu thương. Dâu hay không giờ không quan trọng. Vấn đề là giống như bạn gái nói là chồng có yêu thương mình hay không, đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ chị bắt mình nhà làm dâu rồi đi đâu ngoài đường không là chết rồi. Dạ, dạ. Rồi bây giờ mình xin ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Dạ chào cô. Xin chào MC Quyền Linh với MC Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Hiền. Chào cô. Cô thấy con rể tương lai của cô nè, thấy nãy giờ tính hết nói chuyện này kia có được không cô? Cô thấy thì cũng được, nói chuyện cũng hoạt bát vui vẻ. Từ tỷ giờ thì Hiền nó cũng vậy, nó cũng hòa đồng lắm, mà nó cũng siêng năng, chịu khó lắm. Cô cũng muốn cho hai đứa có cơ hội, tìm cơ hội để hẹn hò. Dạ thì con tới đây thì hy vọng là tìm được bạn nữ cùng mình vượt qua khó khăn của giai đoạn hiện nay. Hiện nay khó khăn lắm hả? Dạ tại vì cái công việc của em hiện giờ là nó không có ổn định lắm anh. Tại vì dạy gáp thì nói chung là có thu nhập mà thu nhập không tốt. Thì ngoài dạy gáp thì cũng có đi tham gia bên đoàn Lân Sư Gồng nữa. Bởi vì hôm nay em mới lấy hình ảnh đầu địa ở đây tham gia. Thì cái băn khoăn của em thì hiện tại là công việc. Nhưng quan trọng hướng tới tương lai kìa. Cái công việc hiện tại thì mình chấp nhận điều đó để mình mưu sinh, để mình làm cái bàn đạp để mình tiến lên phía trước nữa. Dạ. Chứ không phải công việc đó là công việc cả đời, mình cũng đừng có lo. Dạ. Mình cũng đừng có tự ti bất cứ điều gì, hãy lạc quan lên. Nào bản lĩnh đàn ông đâu, đúng không? Em giỏi mà, là còn một trẻ học, mà tốt nghiệp kỹ đại sư học, mà trẻ mà không lo điều đó. Quan trọng là hai đứa có đồng lòng đồng sức, hai đứa có yêu thương với nhau hay không thôi. Dạ. Rồi em hứa với cô điều gì đi? Nếu mà hai tụi con có cơ hội đến với nhau á thì con hứa là sẽ chăm sóc Hiền như là cô với chú ở nhà đã yêu thương chăm sóc cho Hiền. Nói được thì cô cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Vậy được chưa cô? Dạ. Vậy con rể tương lai mình vậy được chưa? Cô thì cái gì cũng được, nhưng mà quan trọng hai đứa nó hợp nhau rồi cô chịu à. Cô dạ. Chịu ha. Rồi cảm ơn cô.
À, hôm nay thì em đi với ai, bạn trai? Dạ em đi với mẹ, với dì, với bạn. Dạ. Chào hai MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ, dạ chào cô. Chào khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Phúc. Thấy bạn nữ bên đây cũng xinh, cũng dễ thương. Thì mong cho hai cháu được sớm hẹn hò, có cơ hội để tìm hiểu nhau. Bây giờ mình đại diện đàn trai mình nói gì với đàn gái đi. Coi như đi lần đầu tiên gặp mặt ha. Có đôi khi là thành thông gia đó. Dạ đúng rồi đó cô. Chào chị. Chào chị. Thì em cũng đến đây cũng tìm vợ cho Phúc. Mà nếu mà hai đứa có hợp với nhau á thì sẽ tiến tới hôn nhân. Rồi nếu mà hai đứa thấy hợp thì mình tính với tụi nó. Dạ. Rồi nếu hợp thì mình tính cho tụi nó. Có thuận lợi bước đầu, quan trọng là hai bạn thôi. Bây giờ mình sẽ mở hàng rào ra cho hai bạn gặp nhau và trò chuyện nha. Có thể hiện gì đó, thể hiện không? Hả? Đây. Em đội cho bất ngờ. Ra gặp bạn gái rồi nó làm gì làm đi. Rồi, chuẩn bị. Kéo thằng rào. À. Đứng lên hát, đừng có mở ra, đứng lên hát. Vừa hát vừa quạt hát bài gì đó. Bắt nhịp em vô ca. Bài bắt nhịp ha. Dạ dạ. 2 3 Muốn qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu. Một ngày trôi qua vơi vã nhưng trong anh rất nhiều điều. Những suy nghĩ trong anh cứ lớn lên từng phút, cứ lớn theo từng ngày khi anh được ấm áp bên em. Ủa em đi múa lân là em làm ông đĩa luôn hả? Thôi mở cái đi. Dạ không chị, em múa lân như đánh trống chị. À. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Dạ em cũng có món quà em tự làm tặng anh. Wow, dạ tự làm mỗi hả? Lần mà dạ mỗi khi mà anh xem đồng hồ thì anh nhớ tới em nha. Em có xem mỗi lần là em nhớ tới anh nha. Dạ. Có xem mỗi lần nhớ tới anh rồi ha. Rồi chúng ta trò chuyện đi hai bạn. Thì sao nói chuyện qua hàng rào nó dễ hơn hả chị? Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ nãy anh nói anh tên gì em không nghe được. Anh tên Phan Trần Hoàng Phúc. Anh 25 tuổi. 25 tuổi à? Đúng rồi, tuổi dạ. Quý Dậu. Nãy anh có nghe em bao nhiêu tuổi không? 27 tuổi là dạ, như tuổi 10. Dạ đúng đúng rồi. Dạ anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương. Biết làm cái này cái kia rồi tự tay làm cái này thì dạ, anh đúng thích. Rồi. Dạ em cảm ơn. Nhớ là như bạn gái cũ cũng hơn 2 tuổi rồi không chịu cưới rồi chia tay đó. Em có dự định khi nào tiến tới hôn nhân không? Vậy là có duyên mà hợp yêu nữa đó thì khoảng chừng 5 là được. Thì anh dự tính là 2 năm thôi, nhưng mà nếu mà có thể sớm hơn. Có thể sớm hơn à? Tại mẹ cũng hối rồi. Mấy cô hàng xóm cũng nói tôi có cháu khoe ai hoài à. Anh đem cái đó thì anh không muốn hả? Thiếu sống. Dạ. Thì nếu mà có tổ chức đám cưới thì múa lân cũng được. Dạ. Rồi không lẽ cũng lễ múa luôn hả? Múa lân. Dạ độc hả? Nếu mà mình hẹn hò thì mình hẹn ở đâu được anh? Anh sẽ lên thăm em. Còn như lâu lâu thì em muốn đi chơi Cần Thơ thì... Cần Thơ Mỹ Tho đi có 2 tiếng à. Dạ đúng rồi. Chung anh cũng không ngại xa. Mình có lý do được rồi. Sau này lấy nhau về thì trong tiền bạc trong nhà kinh tế ai quản lý? Anh nghĩ ai quản lý được anh? Dạ em thì em nghĩ thường là nữ sẽ quản lý. Giữ chung cũng được. Dạ. Yeah. Tại vì nó quản lý nghiêm trọng á, giữ chung. Nhưng mà anh đừng có đi chơi nhiều là được. Đi chơi hết tiền không để dành được đâu. Anh cũng ít đi chơi lắm, đi chơi cũng chán rồi. Chơi chán. Quan điểm với con cái thế nào? Chưa có con cái mà quan điểm với con cái hả? Ủa phải nói chứ, đàn ông hay bắt phụ nữ đẻ lắm. Thí dụ thích con trai cứ bắt đẻ hoài, khi nào ra con trai vậy thôi. Dạ vì con cái thì em trai gái gì em cũng thích. Hai đứa, một trai một gái là được. Dạ. Rủ thí dụ không ra một trai một gái thì sao? Hồi xưa tôi cũng nói vậy đó. Thì mình dự tính thì vậy thôi còn... Đằng nào cũng phải hai đứa, cho nó vui. Còn trai gái thì tùy. Nhanh. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Mình nói cho đối phương biết cảm xúc hiện tại bây giờ của mình là gì? Lúc mà anh đăng ký chương trình này là khoảng 2-3 năm trước. Thì hôm nay gặp em ở đây thì cũng như là mình có duyên. Thì còn nợ hay không thì
mình sắp xếp. Dạ em nghĩ là em với anh gặp là duyên dữ lắm rồi ạ. Em lên chương trình chỉ muốn gặp người mà để mà gọi là cái duyên mà mình không biết mặt mà mình gặp á, nó cũng ý nghĩa lắm chứ không phải là đùa, để lên đây là để đùa. Chính xác. Nên là em muốn em với anh nếu mà có bấm nút á thì mình nên nghiêm túc. Chính xác là như vậy. Các bạn biết không, ở trên hai chiếc ghế này thấy vậy thôi chứ cái giá trị về thiêng liêng nó rất là cao các bạn nhé, giá trị nhân văn cũng rất là cao. Có nhiều bạn không thích nhau, tim không đập, rung động, không bấm. Nhiều chàng trai đã không bấm các cô gái và nhiều cô gái cũng không bấm các chàng trai. Chúng ta không bấm vì bất cứ điều gì hết, mà chúng ta hãy bấm vì trái tim rung động. Không phải đến đây để ngồi chơi, nói chuyện xong rồi về, hay là bấm để xuống chơi. Mình không đùa có nha các bạn nhé. Bởi vì khi mình đùa gặp nhau là xem như là nếu mà bấm sai là chúng ta mất duyên đó nha. Nên thật tình trái tim rung động hẳn bấm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Rồi mời em. Ủa sao em bấm nó không ăn? Em có bấm không? Bấm nó không ăn. Em bấm mạnh lên. Quà của em. Đấy, anh nói anh trai nghe, cái gì cũng phải quyết liệt, phải mạnh mẽ lên. Một cô gái gương mặt rất là phúc hậu, hãy chăm sóc cô ấy thật kỹ nha, em trai nhé. Nắm tay nhau đi hai bạn. Có nghĩ rằng trong cuộc sống thì có rất nhiều điều trăn trở, đôi khi chúng ta cũng không có làm được những gì ta mơ ước, nhưng mà hãy cố gắng nỗ lực thì chắc chắn nó sẽ thành công. Con xin phép bác gái thì hiện giờ là con tạm thời chăm sóc Hiền phụ với bác gái. Nếu đi xa nữa thì con chăm sóc luôn. Rồi, gật đầu rồi đó. Đổi húng. Quyết liệt lên nào, mạnh mẽ lên, mình con trai mà. Mẹ kia mạnh mẽ lên con kìa. Dạ, em anh không. Dạ. Đây là chiếc vé xem phim Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Hãy đưa bạn gái đến đó xem phim khi mà có thể, có điều kiện ha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Và một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Chăm sóc cho bạn gái của mình. Bạn trai. Cố gắng lên, chúc mừng hai bạn. Nếu chúng ta quyết thì điều gì chúng ta sẽ làm được hết. Dạ, em cảm ơn ạ. Rồi. Mẹ em nói giờ là em ế nhẹ luôn rồi. Bà nói ế mà ngày nào bà cũng tụng kinh, bà kêu gán kiếm vợ đi, gán kiếm vợ đi, nghe mà nhức đầu muốn chết. Đi làm về trễ rồi á, có thể nấu nướng được cho em trước được không? Được, anh em nghĩ nấu được ăn đó. Được anh. Nấu ăn cái được đó không? Em lo được. Những con người miền Tây rất là thật thà, chất phác. Nhưng mà bà, em thấy bạn trai vẫn có vẻ còn hơi rụt rè một chút. Thì tôi tin rằng chàng trai sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và trở thành một người đàn ông thành đạt, lúc đó hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, rồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ. Em là tên là Trương Thị Kim Trung. Năm nay em 30 tuổi, quê em ở Kiên Giang, nhưng mà em làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em ở quận mấy? Dạ, em ở Phú Nhuận. Em làm điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy. À, rồi. Khoa nào em? Dạ, ngoại lồng ngực á anh. À. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Văn Tý. Năm nay em 28 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc ở Hậu Giang. Hiện em là nhân viên kinh doanh của bên công mảng thuốc bảo vệ thực vật ạ.
bên phân bón thuốc trừ sâu á. Hơi xa đó, rồi bạn nam nhỏ hơn bạn hạ gái 2 tuổi nữa. Em có ngại gì không? Dạ không chị ơi, nói chung là ở dưới quê em quan điểm mà chị, nhất gái lớn trai, nhất gái lớn hai gì trai lớn một mà chị, nói chung không sao chị. Nhưng mà còn cái khoảng cách địa lý thì em tính sao? Nói chung là hồi đó giờ em không có cái cơ hội lên Sài Gòn nhiều. Nhưng mà nhờ cái chương trình này thì nói chung em có dịp lên Sài Gòn, thì sau này nếu có hẹn hò thì có thể em sẽ sắp xếp thời gian em lên Sài Gòn. Còn cái chuyện mà sau này em định cư ở đâu, bạn định cư ở đâu thì phải qua một cái thời gian dài để tìm hiểu nữa. Biết đâu sau này khi mà em quen bạn á, em thấy trên Sài Gòn có cái dịp mà em phát triển được á, thì em có thể định cư Sài Gòn. Sau này á, bạn quen em, bạn thương em á, thì bạn cũng có thể về Hậu Giang được ạ. Đúng rồi, tương lai còn ở phía trước, chỉ cần yêu nhau là đúng á. Dạ, người ta yêu nhau bằng nửa dòng cái đất mấy ngàn cây số từ nước này bay nước kia, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em? Em thì điểm mạnh của em siêng năng, dễ hòa đồng, vui tính, em biết làm việc nhà và quan tâm mọi người, đặc biệt là em rất yêu trẻ con. Sở đoản của em thì thường thì em hay hậu đậu lắm, hay quên, hay mơ mộng. Nhiều lúc thì đi chơi với bạn bè hay gì đó, nghĩ thì mình đi một mình, nhiều lúc thì cũng có một người đi với mình để quan tâm chăm sóc mình. Ước mơ rất là đơn giản, rất giản dị, và hy vọng là em sẽ sớm thực hiện được những cái ước mơ nhỏ nhoi đó ha, nhưng rất là hạnh phúc ha. Rồi bạn trai, cái sở trường của em á thì nói chung là em thật thà, siêng năng, chăm chỉ, với em cũng biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Nhược điểm của em á thì nói chung làm cái nghề kinh doanh bên cái mảng thuốc bảo vệ thực vật này á, nhậu nhiều, tại vì phải đi giao tiếp với khách hàng, rồi công việc này nọ tùm lum, thì không biết bạn nữ vẫn có chịu mà nói chung quen một người nhậu không ạ? Do công việc hay gì thì cũng được, nhưng mà ít ít thôi, còn đừng hút thuốc thì tốt hơn. Nói chung hút thuốc chứ mấy cái trò mà cờ bạc ăn tiền á thì nói chung là không có. Chứ nói chung cũng có một số cái nhược điểm mà linh tinh đó, nói chung là sợ máu, sợ độ cao, với thứ hai là chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh không được. Nói chung thấy cái là sợ mà nó chung dữ lắm. Bên kia điều dưỡng ta ngày nào cũng ta gặp mấy cái đó không à? Thấy không? Thấy em vậy chứ em cũng yếu đuối dữ lắm. Dạ. Yếu lắm hả? Nói chung yếu yếu một số phương diện chứ không phải là yếu toàn bộ ạ. Yếu phương diện nào nữa? Thì nói chung thì em nói nhiều khi người ta hay cười lắm. Nói chung ở nhà mà mẹ em hay ghen với cắt tiết gà tiết vịt rồi đó, mà em đó thì sợ máu, em đâu có làm được mấy cái chuyện đó đâu. Nói chung là em có sợ vợ không? Trước mắt thì em sợ bạn gái em dữ lắm, không biết sau này vợ thì chắc có thể sợ hơn nữa. Em thì có hai mối tình, một mối tình là thời đại học trẻ, còn một mối tình là em ra trường rồi nhưng mà quen được 6 tháng. Do là khi mà quyết định em cần một người là chín chắn chia sẻ với em thì cái anh đó là không hợp với em, có những quyết định là anh tự quyết định một mình, xong rồi sau đó anh mới nói với em. Đến nay là bao lâu rồi em? Dạ cũng 4 năm, hơn 4 năm rồi. Qua hai mối tình đó thì em cảm giác là bị sợ, mình cảm giác là bị lặp lại cái bài học lúc trước, cho nên mình tự khép kín bản thân mình. Đạp vỏ dừa thấy vỏ dừa cũng sợ. Dạ. Ha, nhưng đừng có bi quan như vậy, cuộc sống phía trước rất là đẹp, mình phải mở lòng mình ra đón nhận cái cơ hội mới. Hy vọng dạ, ngày hôm nay là em sẽ có một cái cơ hội mới thật là tốt. Dạ, em cảm... Rồi bạn trai thì sao nè, mình có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Một cái mối tình là cái thời em sinh viên, quen bạn đó cũng được 2 năm. Sau khi em mới ra trường đi làm thì em cũng có quen một bạn, nói chung quen bạn đó cũng được 6 tháng. Vậy thôi đó hả? Nói chung cái mối tình đầu chia tay thì tại vì lúc đó công việc của em, lúc đó em còn là sinh viên, cái công việc nó chưa ổn định được, mà gia đình bạn ấy thì muốn kiếm cho bạn ấy một cái người mà có công ăn việc làm ổn định, gia đình khá giả, cho nên phản đối em với bạn ấy quen nhau, cho nên em với bạn ấy nói chung cũng bị áp lực quá nên chia tay. Nói chung là cái mối tình thứ hai, tại sao nói chung là 6 tháng nói chung là chia tay? Cái mối tình thứ hai thì mới ra trường, nói chung áp lực công việc nhiều quá, em bạn đánh giá em không có thời gian quan tâm bạn, bạn nói em vô tâm, rồi hai người cũng có cự cãi này nọ, rồi bạn chia tay. Rồi tới bây giờ gần 3 năm nay em chưa quen ai hết. Rút kinh nghiệm, đợt này có bạn gái là phải cố gắng này, ở xa nữa phải quan tâm nhiều hơn chút xíu nha. Dạ, rồi. Nói chung thì công việc bây giờ nó cũng ổn định rồi thì em có thể lo lắng chăm sóc được cho bạn ạ. Rồi, mẫu người lý tưởng của em gái là như thế nào? Em đặt ra tiêu chí như thế nào? Nói chung là phải cao hơn em, 1m65 trở lên. Rồi. Tóc tai gọn gàng và không có trắng ấy. Đen đen trắng em nghĩ là chắc không men đâu, mà em thì gần men với phải có chững chạc. Em thì em mém gớt kìa, có 1m65 mà uống với cái này giống giống anh Quyền Linh á, tròn tròn giống như vậy. Rồi ngốm đã ha. Rồi có cái điều gì em không thích? Gia trưởng không trung thực,
giống như là thất hứa với cái hay cần nhận, không hút thuốc rồi. Rồi bạn trai thì không hút thuốc cũng đỡ rồi. Rồi tiêu chí của bạn trai tìm một người bạn gái như thế nào? Người bạn gái nhỏ nhắn, lanh lợi, tóc dài, ngắn, không cần trắng lắm, hơi ngâm ngâm cũng được. Không xăm mình, xăm môi được không? Được, em chỉ yêu cầu không trong mình thôi. Biết hát được thì tốt ạ. Cái này không hát được bạn ơi. Anh cũng thuộc cái tiếp mà nói chung cũng tiếp hát dở cũng không sao. Gần 2 năm nay đi karaoke, đi hội họp bạn bè đâu cũng nhiều lần lắm mà chưa bao giờ vô karaoke mà ca. Nói chung hát dở rồi cũng làm biến hát lắm. Vậy chứ em làm gì giỏi? Hồi trước thì em chơi thể thao được lắm, chơi đá banh, chạy điền kinh đồ. Nhưng ở phong trào trường rồi em làm tốt lắm. Trong công việc thì em thấy được cái ưu điểm của em á, là em làm việc là nói chung có kế hoạch tỉ mỉ lắm, rồi dự trù những cái rủi ro này nọ trong cái công việc đó cái gì sao tỉ mỉ ha, rủi ro rồi luôn ha. Nhưng mà em học ngành nghề gì ra? Em thì học bên nông nghiệp, ở chỗ nào mà có cây lúa hay cây trồng gì là chỗ đó em sống được phải không? Nhưng mà thiết phải ở hậu giang cây kiển sống được không? Dạ cũng được á. Vậy cây là được ha. Dạ, phố có nhiều cây kiển lắm sống được. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào là em thấy là tiến tới hôn nhân được? Có thể năm sau được thì tốt ạ. Ở quê em thì cái tuổi em giờ là nói chung mẹ em nói giờ là em ế nhẹ luôn rồi. Bà nói ế mà ngày nào bà cũng tụng kinh, bà kêu gắng kiếm vợ đi, gắng kiếm vợ đi, nghe mà nhức đầu muốn chết. Một lát nữa cố gắng là thuyết phục bạn gái nha. Dạ. Bây giờ để cho ông Mai chưa coi mắt nhà gái trai luôn. Trai tao phải coi mắt này kia, tao coi con sao chứ, đúng không em? Dạ. Chào anh Nguyễn. Chào em. Cảm ơn em đã lấy anh làm hình mẫu. Tóc hơi dài dài, xăm mình không có, đúng không? Dạ. Da trắng. Dạ, được. Nụ cười quyến rũ, hơn 1m55 luôn. Đẹp rồi đó. Ông Mai duyệt không? Duyệt. Bên dạ, đây, cảm ơn Huyền Linh. Theo anh đó thì anh này sẽ có thể là nghe lời em rất là nhiều ha. Phục vụ chăm sóc em rất là tốt. Em không phải ghen gì hết. Chỉ cần nấu nướng cho anh, lo cho anh ăn là được rồi. Anh cũng hơi cục mịch chút nhưng mà dễ thương. Dạ, nhưng công việc của em á, nhiều lúc là em cần cái người đó quan tâm lo cho em. Ví dụ như nhiều lúc em đi làm về trễ đồ á, có thể nấu nướng đồ cho em trước được. Được, anh em nghĩ nấu được ăn đó. Được anh. Nấu ăn cái được không? Em lo được. Được hay hết quá. Đúng không? Dạ. Vấn đề ăn được hay không mới quan trọng đúng không? Dạ. Trong nghề nghiệp của em á thì có cái là trực đêm á. Dạ, cho em hỏi là ví dụ như trong thời gian em đi trực đêm đó chứ có con ở nhà thì có đi nhậu nhẹt chiều không? Hay là buồn quá hay đi với người khác nhậu nhẹt thì sao? Không bạn ơi, cái này là chỉ nhậu vì công việc, nói chung hạn chế nhậu nhẹt bạn bè, nhậu nhẹt linh tinh lắm. Còn nếu cần dọn lại bệnh viện nhậu. Nói chung khó đâu, anh này không bao giờ có nhậu vậy đâu. Rồi dễ thương đó. Rồi, cô này cũng chăm sóc em đi. Là tròn do dạ. Luôn á. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em trai em. Chào Si, Linh. Dạ, không chào cô. Bạn trai thì thấy cũng hòa đồng, dạ. Với hai nó vui vẻ. Thấy thì cũng được. Cho cô hỏi, uống rượu hơi nhiều. Nhưng mà trong khi đó có khi nào uống rượu mà khi nào quậy không? Dạ, cái đó thì không mà. Tại vì làm việc mà tiếp xúc khách hàng mà. Mình mà quậy cái là nói chung khách hàng nó thấy mình nó sợ cái là mất mối liền ạ. Xỉn là ngủ mà ngủ ly bì luôn, không bao giờ lằn nhằn mà không bao giờ nói nhiều ạ. Em đi với ai? Dạ, bữa nay em đi với mẹ với mấy anh em làm chung ạ. À, mới nói mẹ tụng kinh hàng ngày đó hả? Dạ. Rồi, dạ, chào cô. Chào anh Chi Quyền Linh với chào anh Chi. Dạ. Dạ, chào gái. Chào con. Dạ. Nôn luôn, có dâu lắm rồi hả cô? Trời, nôn dữ lắm. Bởi vì có hai thằng trai mà không đứa nào chịu lấy vợ chứ. Anh của nó tới giờ cũng chưa chịu lấy vợ, ngày nào cũng kêu chứ. Dạ. Ngày nào cũng kêu thôi gán kiếp vợ đi tí ơi. Con dâu tương lai bên này thì cô thấy cô chấm không? Cô thì thấy cũng được đó mà. Còn hai đứa không biết sao. Rồi, cảm ơn cô. Rồi. Bây giờ mở rào. Mở rào. Đây, mình có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Chúc bạn nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc em với giờ bạn gì nữa. À, đứng lên, ta đang tặng quà mà. Thì cho mình hỏi là cái công việc của bạn như vậy á thì có thể lưu động lên thành phố Hồ Chí Minh. Ôi, được anh hay với không? Em cho tình cảm đi ha, đâu có sao đâu. Dạ. Nào tập cho nó quen rồi từ từ cũng tới thôi. Cái anh là cái công việc kinh doanh cho nên cái thời gian nó cũng không có bó buộc, mà hồi đó giờ thì anh ít đi Sài Gòn nữa,
nếu mà có cái cơ hội mà quen em á thì chắc có thể anh đi Sài Gòn nhiều đó, tháng nào anh cũng sẽ lên. Nói chung là thăm em. Do là cái công việc của mình muốn phát triển nhất thành phố Hồ Chí Minh á, em còn muốn học cao lên. Giống như là sau này mà quen nhau, mà có làm nhau thì anh có định hướng được là chắc chắn là anh chuyển lên được thành phố Hồ Chí Minh không? Nói chung mình gặp nhau ở đây cũng là cái duyên. Nếu mà em chắc nịch á, em ở Sài Gòn em làm, thì anh sẽ cố gắng anh tạo điều kiện anh lên Sài Gòn, anh kiếm một cái công việc gì đó để anh làm. Anh nói với em trai nghe nè. Dạ. Tất cả những công ty bảo vệ thực vật hàng đầu của Việt Nam đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh hết. Cái công ty của em trụ sở nó cũng nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, nó nằm ở quận 7 á. Dạ. Thành ra là yên tâm đi, công việc của em chuyển đây rất là đơn giản. Ha. Đừng có lo. Em có thích hay đi du lịch, đi dạ, cái đó là sở thích của em, là em thích đi phượt. Ví dụ như nếu mà em có thời gian em muốn đi phượt á thì em có thể đi cùng không ạ? Nói chung anh cũng thích đi du lịch, thích chụp ảnh, đặc biệt là nói chung là thích ăn uống. Thấy cái tướng của anh là em biết rồi. Thì em có ngại quen một cái người mà nhỏ tuổi hơn em không? Nói chung là tuổi tác không quan trọng, nhưng mà chủ yếu là cái người đó phải chững chạc hơn em. Thế anh có đảm bảo được là anh lo cho em và cái suy nghĩ nó chững chạc. Nói chung hồi lúc còn đi học á thì cũng con nít lắm, nhưng mà hiện tại giờ nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Còn cái chuyện mà em lo là em đi làm tối, đi trực ca đêm rồi đó, thì sợ anh ở nhà tập tụ bạn bè nhậu nhẹt đó, cái đó chuyện đó thì chắc không xảy ra đâu. Anh có thể ở nhà, anh giặt đồ, anh lau nhà, anh nấu ăn, coi phim, anh đợi em về cũng được. Đâu nhất thiết là em đi ra ngoài là anh phải đi ra ngoài bê bết bạn bè nhậu nhẹt đâu. Người đàn ông mình, nói chung mình có gia đình rồi, mình phải nghĩ cho vợ, cho tương lai của mình. Trời, hay quá. Bán thuốc bảo vệ thực vật mà nói tình yêu hay quá ta. Nói cô gái xúc động rồi luôn đó. Thấy chưa? Lần đầu anh gặp em thì nói chung cũng thấy em cũng dễ thương. Nói chung anh thích. Nói chung con tim anh giờ có rung động không? Nó muốn bay ra ngoài luôn. Tiến tới bạn gái mình sao mới làm cái, nói một cái gì hay làm một cái hành động gì sao cho nó nhẹ nhàng, nó lãng mạn một chút xíu, để thuyết phục bạn gái là có bấm nút hay là hát một bài hát tỏ tình với cô ấy. Hát cái là bạn không bấm luôn đó chị ơi. Ủa vậy hả? Dạ em nói thiệt. Thôi vậy bỏ đi, em muốn làm gì em làm. Thôi em làm gì cho bả bấm đi. Lãng mạn chút. Chung... Tiến tới nắm tay cổ. Nói chung sao, nói chung luôn đi. Em có thể yên tâm mà nếu mà sau này á, mình có quen nhau, mình lấy nhau á, thì anh hứa anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho em. Một người mà nói chung em có thể tựa đầu vô vai anh, mà nói chung có thể an tâm được hết. Dạ. Anh hứa sẽ cho em mấy đứa con gì đó, trai gái gì đó. Gia đình thì có hai đứa bé thì nó sẽ tốt hơn. Em thì thích một trai, một gái. Còn không biết bạn thì sao? Em thì sao? Cái đó thì do tùy duyên thôi, chứ mình không biết được. Nhưng mà thôi tốt nhất xin một lần thôi. Em sợ đau. Là bên điều dưỡng em cũng sợ đau nữa. Quá xuất sắc. Dễ thương đó. Được. Hai bạn rất hợp nhau nhiều thứ đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Cặp này xứng chính đôi nè. Chính thức từ bây giờ. Nói chung á là hai bạn đã hẹn hò với nhau chính thức. Bây giờ mình xin phép gia đình đi. Đó. Chắc cái này cũng nụ hôn đầu của em mà đầu với bạn, chứ chắc cũng hồi trước chắc cũng có quen mấy bạn trước chắc cũng có hôn rồi. Trời ơi. Nụ hôn đầu với bạn. Chi nữa, thiệt tình thì xin hôn thôi. Không thích. Lỗi mà còn bạn đó em xin xuống. Không, chuyện nó bỏ đi. Bây giờ bắt đầu từ bây giờ nha. Đừng nhắc chuyện cũ. Dạ. Quá khứ cho ngoài quá khứ đi. Nói chung là giờ xin đi. Nhắc chuyện cũ tôi sẽ tốt đầy á. Cho con xin phép hôn em cái ạ. Thôi. Đã thấy cảm giác sao? Phê lần hơn ngủ tỉnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton. Thêm một chiếc máy nước nóng nữa với thương hiệu Atlantic. Với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.
Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV, rất tiện lợi. Cảm ơn. Dễ thương lắm á. Đi ăn đi uống, tìm hiểu coi phim luôn rồi về nha ông. Nhanh chóng nha. Như vậy là hai cặp đôi ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Và hy vọng rằng họ sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và nhanh chóng sẽ báo tin vui đến cho chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng UBC TV, đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật.